Mình xin mến chào các bạn. Nên mình ghi hình các bạn xem chiếc Beirut 820 xới đất nha các bạn. Xới đất ruộng, đất rạ. Đất này đất đen nha các bạn. Mùa này là hết có đi kéo mì cái gì rồi. Thành ra mình ghi hình mấy chiếc xe mà cài kéo mã lực lớn rồi nay đi dọn đất đồ để trồng mì rồi nha các bạn. Để các bạn xem tham khảo, nông dân mình xem tham khảo mấy chiếc xe lớn mã lực lớn này. Beirut lắp đen sới này, đất đen nó nặng sới lắm nha các bạn. Sới này sới đất đen, cái này sới là trồng mì nè các bạn. Ghi hình chiếc xe này ở khu vực Thảo Đức nha các bạn. Ở Thảo Đức thuộc huyện Châu Thành, Tây Ninh mình. Quay mấy cái clip này cho các bạn xem những cái dòng xe lớn người ta cài, người ta xới rồi tham khảo với nha. Mấy cái đất rạ đất đen này là nó khó xới dữ lắm nha các bạn. Phải mấy cái xe nào mã lực lớn rồi HP lớn nó mới làm nổi. Dùng đất này khó chịu á, cài sới nó nặng dữ lắm. Nông dân mình mà làm mấy cái vùng đất đen này trồng mì là cài sới là chi phí nó rất là cao nha các bạn. Nó phải nhiều bạn cài bạn sới dữ lắm nó mới tơi xốp được, không phải như những vùng đất cát. Dòng sới này là dòng sới 2m4 nha các bạn.
bạn thấy đất đen rạ cỡ này, mấy chiếc mã lực lớn này nó qua là đất rất là liền nha các bạn. Mấy chiếc virus này mã lực nó lớn, ra nó qua nó đánh một cái là liền hết. Còn mấy cái máy nhỏ, mấy cái dòng xe nhỏ là như vô đất này là sới nó khó mà nó rã ra được nha các bạn, khó liền lắm. Chỉ có mấy cái dòng xe lớn như vậy, để sử dụng những cái dòng xe lớn vô đất đen này nó mới rã đất ra được. Còn mấy cái xe mà dòng nó nhỏ, HP nó nhỏ, mã lực nó nhỏ thì vô đây là nó quýnh lên, khó có xốp mà nó không có được sâu. Còn mấy dòng xe lớn này là nó sới được, nó sâu mà nó xốp. Những cái dòng xe lớn này vô đất này xới, các bạn nghe cái tiếng máy nó rất là khỏe luôn. Những xe nhỏ vô đây là nó rống gì đó, mã lực nó nhỏ, chạy nó rất là nặng máy. Còn như mấy dòng xe lớn này vô đất đen này thì cái mã lực nó tương đối là nó mạnh, ra tiếng máy rất im. Đoạn các bạn xem tham khảo tìm hiểu biết về những cái dòng xe đồ cài sới nha các bạn. Tới đây mình xin được kết thúc video, hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Các bạn thấy đất xới rất là liền luôn, đất đen mà xới về là quá đẹp luôn các bạn.